Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024 với 250 đại biểu đại diện cho hơn 378.000 đồng bào dân tộc thiểu số của 47 dân tộc anh em chung sống trên địa bàn tỉnh tham dự. Đến dự và chúc mừng đại hội có Thứ trưởng Y Winter, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư tỉnh ủy, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ông bà trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, huyện, thành, tổ chức chính trị xã hội, ban dân tộc các tỉnh giáp ranh cùng khối thi đua lĩnh vực công tác dân tộc với tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu tại đại hội, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong thời gian qua, từ các chủ trương, chính sách và sự nỗ lực cố gắng vươn lên của chính bản thân đồng bào các dân tộc thiểu số, nên tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào cơ bản ổn định và từng bước được nâng cao. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng theo đảng. Những kết quả đạt được về kinh tế xã hội đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024 nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh với chủ đề đại hội Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, bình đẳng cùng phát triển. Tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, góp phần tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới. Theo báo cáo tại đại hội, giai đoạn 2021-2025, cùng với nguồn lực đầu tư chung để phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh, tổng nguồn lực đầu tư dành riêng cho vùng dân tộc thiểu số là 1.264,8 tỷ đồng, được Trung ương phân bổ đủ và ngân sách địa phương đảm bảo tỷ lệ đối ứng 15%. Nhờ nguồn lực này, kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng đã có những chuyển biến rõ nét. Mức thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 44,94 triệu đồng, tăng 12,5% so với năm 2019. Phấn đấu 100% xã, 50% thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm từ 2 đến 3% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025. 76 trên 78 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ. 100% thôn buôn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa. 99,8% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp. 96% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư. Đáng chú ý, công tác giáo dục và y tế cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh đến trường ở lứa tuổi trẻ mẫu giáo và tiểu học đạt hơn 98%. Trung học cơ sở đạt 97%, trung học phổ thông đạt hơn 80%. 100% đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực 2-3 hoặc mới thoát khỏi khu vực 2-3 chưa đủ 36 tháng tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống còn 14,9%. Trên 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện người dân tộc thiểu số. Những thời gian gần đây thì trong vùng dân tộc thiểu số thì nói chung trong xã Đạ Tông huyện Đạ Rồng tỉnh riêng thì có cái sự phát triển vượt bậc là nhờ sự quan tâm lớn của đảng nhà nước và nhờ cái chính sách đúng đắn về nhất là về chính sách dân tộc thì tôi rất tự hào thì cũng thấy trong cái địa phương của tôi trong thôn làng cũng như là xã nhà thì phát triển vượt bậc. Thì các cơ sở thì có đầy đủ nhờ sự quan tâm của đảng nhà nước. Trong vài những năm qua ở đây thì cũng được tìm hiểu và tham gia những các hoạt động về các phát triển kinh tế thì cũng là phát triển mạnh mẽ và khá giả hơn mấy năm trước.
đoàn tình đoàn kết mà vẫn ra đất rồi. Vì là cô cũng là người uy tín, là cũng là vì là vận động là trong thôn, trong xã thì cũng là để mà cùng nhau để phát triển kinh tế, thay đổi về cái giống cây trồng nó có hiệu quả cao thì để trồng cây để đó nó người ta ngày phát triển nó thay đổi hơn. Với chủ đề nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, bình đẳng cùng phát triển, Đại hội lần thứ tư năm 2024 đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp và nghe các tham luận để tập trung thực hiện thắng lợi công tác dân tộc trong giai đoạn 2024-2029. Trong đó, đến hết năm 2025, tỉnh Lâm Đồng không còn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và đến hết năm 2030 không còn thôn đặc biệt khó khăn. Các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, phát triển đồng bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, giảm nghèo nhanh, bền vững. Đặc biệt, Lâm Đồng sẽ nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương theo quy định. Đồng thời, xây dựng và đưa ra các chương trình, kế hoạch để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc thiểu số. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Song song đó, phát triển các sinh kế bền vững nhằm tăng thu nhập bình quân đầu người trong vùng dân tộc thiểu số đạt 84-87 triệu đồng, sắp xỉ 70% thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm từ 2-3% một năm nhờ các chính sách an sinh xã hội, giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Đảm bảo các xã thôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đầy đủ cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Tặng hoa và phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Y Vinh Tơ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Đặc biệt biểu dương ghi nhận sự cố gắng nỗ lực từng bước làm thay da đổi thịt vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu hơn nữa, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, xác định cụ thể nhiệm vụ giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2024-2029. Cụ thể, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc trong tình hình mới. Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hỗ trợ đối với các dịch vụ cơ bản và thiết yếu nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài và bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng bộ tỉnh, mục tiêu trong quyết tâm thư của đại hội đã đề ra. Tiếp tục quan tâm bảo đảm thực hiện hiệu quả thực chất trong thực thi các chính sách dân tộc, từng bước thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa các khu vực. Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đa dạng hóa các nguồn lực huy động để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn kết chặt chẽ với hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Quan tâm thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng địa phương gắn với quy hoạch và định hướng phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phi nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng tiến bộ, liên kết, phát huy được tiềm năng lợi thế riêng biệt về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng, di tích, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa truyền thống của từng cộng đồng để tạo sinh kế, việc làm, thu nhập ổn định cho đồng bào. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thái Học, quyền bí thư tỉnh ủy, đã gửi tặng lẵng hoa mừng đại hội, bày tỏ thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029 được nêu trong báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại đại hội, cũng như ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Quyền bí thư tỉnh ủy đã gợi mở và nhấn mạnh một số nội dung và giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành để thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, như tiếp tục quán triệt,
triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, các cơ chế chính sách đối với đồng bào dân tộc, chăm lo, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Ngoài việc hoàn thiện và từng bước nâng cao kết cấu hạ tầng, các thể chế văn hóa xã hội, tập trung phát triển sản xuất, chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh để người dân học tập, làm theo. Cần chú trọng và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thay đổi tư duy lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Về phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng như tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, quyết tâm xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nhà phát triển toàn diện, bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa phương khác trong tỉnh và cả nước. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học nhấn mạnh: tiếp tục phát huy, gìn giữ bản sắc tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. Và chúng ta làm sao góp phần gìn giữ, phát huy cái bản sắc vốn có, riêng có của đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị chúng ta hãy cố gắng gìn giữ và phát huy những cái phong tục tập quán tốt đẹp của người đồng bào chúng ta ở tại buôn làng chúng ta, ở nơi chúng ta đang sinh sống, và làm sao giới thiệu cho được những cái nét văn hóa đặc biệt này đến với cộng đồng các dân tộc của cả nước. Rất mong đồng bào các dân tộc chúng ta hãy thể hiện tinh thần tự lực tự cường, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trong công tác. Chúng ta không nên ỷ lại, chúng ta cũng không nên tự ti, mà chúng ta hãy thể hiện một cái tinh thần hết sức bình đẳng trong cống hiến và hưởng thụ. Tại đại hội, Ủy ban dân tộc đã tặng bằng khen cho một tập thể và 5 cá nhân, tặng kỷ niệm chương cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024. Đồng thời, thông qua quyết tâm thư đại hội với 5 nhóm nhiệm vụ chính, nguyện một lòng đoàn kết, ra sức phấn đấu, tự lực tự cường, cùng toàn đảng, toàn dân xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.